Xin chào quý vị. Hôm nay là ngày bao nhiêu ta? 27 tháng 8 ạ. Quý vị thấy gia đình Hồng Hạc đang đi cơm ăn không? Hai chú bữa nay lớn rồi nhá. Bữa nay khỏi phải lo nữa, hai chú bây giờ thành thành niên rồi. Thành mầm. Đấy. Ba mẹ kiếm ăn là đi theo kiếm ăn đó. Thì mỗi ngày con dành một chút quay video này cho quý vị xem, quý vị xa xa nó xong sau cái lùm cây đó quý vị. Ở chùa một cột đó. Đó. Còn đây là gia đình Hồng Hạc ha, ba mẹ và hai anh chị em đó, thì đấy đi đó, thì quý vị thấy dễ thương không đó, chú đi trước là chú em á đó, bữa nay lớn rồi đó, ba bữa nay ba hay bốn ngày tuổi ta, rồi đi sau là anh đó, quý vị thấy không, rồi có mấy ngày mà cứng cáp đẹp rồi đó, thì đó, đây là khu vực này là thầy xây cho làm hàng rào để coi như là lãnh địa của Hồng Hạc đó quý vị, để làm gì, để Hồng Hạc có một cái khu vực để bảo vệ các chú tránh thu giữ cũng như người lạ xâm nhập phải không ạ. Cái vị thấy xa xa kia là chú bé đang cưỡi trâu đó không. Cái vị thấy đẹp à. Hãy lại cho con ăn nữa kìa, thương không? Gia đình Hồng Hạc dễ thương ha. Con cũng không được dám đứng gần quý vị. Hồng Hạc nó bảo vệ con á, đứng gần nó tấn công mình đó. Cho nên là mình chỉ đứng có một khoảng cách rồi mình zoom điện thoại lên. Cho nên quý vị thông cảm là nếu như mà quay không được rõ hay là bị ảnh hưởng như đó thì quý vị thông cảm ha. Muốn nhiều khi muốn tiếp cận để quay những tấm phim thật đẹp, thật rõ nhưng mà Hồng Hạc nó sẽ dữ lắm. Đặc biệt là Hồng Hạc cha đó quý vị. Ôi nó dị con mấy lần rồi. Dị con chạy khắp chùa anh. Quý vị thấy đẹp không? Đây là mà túp lều tranh thầy xây dựng để ngắm Hồng Hạc đó quý vị. Để cánh gọi là cánh chim đấy. Đó, rồi để quay cho vị thế này. Đấy, kia là chạnh điện, dưới lùm cây kia là chạnh điện chùa mình đó. Đó. Thưa quý vị thì bây giờ là 5 giờ hơn chiều rồi, trời bắt đầu nắng chiều đẹp á. Phải không ạ? Đấy, gia đình Hồng Hạc chắc là cũng no rồi ha, hai chú cũng no rồi, càng ngày đi kiếm ăn thôi. Ôi chà. Thôi mà ăn nhiều đó, ăn nhiều cho nhanh lớn. Phải không ạ? Đó, rồi. Cái thằng cây có con quả, vậy thấy có quả đen không? Cứ thế không? Đó, thiên nhiên mà. Hồng Hạc đi đó. Để thương không? Quý vị thấy này. Đó, rồi quý vị thấy ha. Tuyệt vời không? Tiếng đó là tiếng quả đó quý vị. Rất là đẹp ha. Con quay thế này thì biết đâu có những quý vị cũng có cùng niềm vui, quý vị xem và quý vị thấy được sự an lạc, sự an tĩnh trong tâm hồn. Đó, đó là mật pháp của sự thành công đó quý vị. Mình đừng nói về tu để thành gì cả, không chứ chẳng nói. Nhưng trước mắt chúng ta tu để làm sao có được sự an lạc cho tâm hồn, sự an tĩnh tâm hồn. Đó. Cũng là cái thước phim này nhưng mà có nhiều người họ đâu biết tận hưởng đâu quý vị. Cái tâm nó bận loạn mà. Quý vị thấy gia đình Hồng Hạc dễ thương không? Đẹp quá ha. Rồi xin được dừng video tại đây nha. Chúc quý vị một ngày mới an lạc bình an. Rồi ngày mai con sẽ tiếp tục quay cho quý vị xem.